để tiến phá coi nó có gãy không các bạn nhá. Đấy, giật như thế này mà không gãy thì thôi, đố gió nào gãy được diều nữa. Rồi, phá này, giật này, gãy này, gãy này, giật này, đẹp đẹp luôn. Ui giời. Xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình nhá. Lại là mình Tiến đây. Rất vui được gặp lại các bạn ở trong video thả diều sáo của Tiến ở dưới biển. Gió to lắm các bạn ơi, gió siêu khủng khiếp luôn đấy. Trong tập 2 này Tiến sẽ test quả diều sáo chim mồi 2m này của Tiến cho các bạn coi là quả này chịu được gió to không các bạn nhá. Gió hiện tại đang là trên 30 và giật trên 50. Siêu khủng luôn. Ở tập hôm qua mà Tiến phát hành ở trên kênh YouTube của Tiến cho các bạn coi ấy, thì chính tại nơi đây, Đồ Nhái, thành phố biển Vũng Tàu, Tiến đã thực hiện một thử thách gọi là một mình thả diều sáo 8m thương hiệu của Tiến cất cánh trên bầu trời tại nơi đây. Và cái kết thật là bất ngờ, thì không biết là các bạn đã coi chưa. Nếu mà các bạn chưa coi thì các bạn hãy coi hết video này và các bạn coi video đó, Tiến để ở trong phần bình luận của video này các bạn nhé, hoặc là trên góc phải của màn hình. Thì các bạn nhớ theo dõi tập đó nhá. Tập đó rất là hay và hấp dẫn để cho các bạn coi. Gió to lắm các bạn ạ. Gió biển này mà test diều mà không gãy thì phải nói là uy tín luôn. Sáo cầm trên tay là kêu luôn. Bây giờ Tiến quả này thì giật mái là quá đơn giản rồi các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ Tiến sẽ buộc nó vào cái gốc cây. Bắt đầu là Tiến đứng này, Tiến tung lên luôn để cho nó ăn gió cực kỳ to luôn. Nhưng mà một là gãy, hai là bay. Thế thôi các bạn nhá. Mời các bạn cùng theo dõi hết video này cùng với Tiến nhá. Gió cực khủng các bạn ạ. Gió to lắm. Gió giật từng cơn một cơ. Rồi, để Tiến lại đằng kia, Tiến giải dây đã. Tiến sẽ giải dây dài ra các bạn nhá, cho nó ăn gió to lên trên luôn. Đấy, giải tút lại đằng này luôn này. Gió vi vu các bạn này. Gió ghê chưa? Khiếp hồn luôn đấy. Qua bên này luôn, giải 100m dây luôn. Chỉ có gió biển mới làm tao hứng thú rồi các bạn ơi. Tập phá diều chuẩn bị bắt đầu. Ôi trời, vui gió. Bay mũ. Gió này thì bay mũ không biết ngay rồi. Ghê thật. Bay lón luôn. Thành phố biển Vũng Tàu đây các bạn ơi. Đấy, sóng đánh rất là mạnh, gió rất là to. Trong này là đồi cát. Đấy, gió vi vu các bạn ạ. Rung hết ngọn cây, rộng lắm. Bạn này thì thả diều bao nhiêu mét thả cũng được, chỉ sợ là không có diều to để thả thôi. Rồi các bạn ơi, lên nhá. Lên siêu phẩm 2m chim mồi của Tiến nhá. Coi là có gió này có ổn không, chịu được không các bạn ơi. Đấy, cầm thôi thấy lên rồi. Có lạo lên. Tuyệt vời. Vít sáo luôn các bạn ơi. Vít sáo luôn. Vít tịt sáo luôn. Không nghe thấy gì rồi. Diều bó tròn rồi. Đấy. À, sáo bắt đầu hé hé miệng rồi. Xéo hé, sáo hé miệng được một tí rồi. Ok. Uy tín các bạn ơi. Diều chim mồi 2m chơi được gió biển rồi. Để coi một tí nữa gió giật giật coi là có chịu nổi không, có tạch không các bạn nhá. Phải thả một lúc các bạn ạ, chứ mới đầu lên chưa khẳng định được điều gì. Đấy, sáo kêu đấy. Sáo kêu rồi. Bộ sáo này chỉ có gió biển đi hết tầm được thôi các bạn ạ. Còng cánh luôn. Đã thật. Úi giời. Sáo
tháo hết tầm trên luôn. Khét nẹt các bạn nhá. Tiến đang ngồi ở dưới đằng sau đồi cát này các bạn này. Đấy, nó khuất gió này. Nghe tiếng sáo khiếp chưa. Còi D25 nhôm 7 quả, trên diều chim mồi 2 mét, siêu hắt. Gió to đảo diều đấy các bạn ạ. Đấy, gió to đấy không? Gió to nó đảo đấy. Diều nhỏ nên thành ra là không thể nào mà đứng im được. Đấy, gió giật đấy, đấy. Níp sáo đấy. Úi sợi níp sáo. Tuyệt vời các bạn ơi. Đã thật. Siêu phẩm 2 mét chim mồi. Trụ gió biển thành công các bạn nhá. Trụ gió này là khá to đấy. Đấy. Sáo kêu đã nhỉ. Úi giời. Để tí Tiến thả dài lên một tí nữa cho ăn gió to trên cho nó níp sáo luôn. Thả vẫn hơi thấp một tí nên là sáo vẫn chưa níp được. Lên cao gió to nữa. Bay ok đấy chứ. Và diều nhỏ nó bay như này là quá ok các bạn ạ. 8 mét tập trước Tiến thả cho các bạn coi. Phải nói là đẳng cấp. Phải nói là đẳng cấp các bạn ạ. Sáo kêu ghê thật các bạn ạ. Hết tầm luôn, rất gặt. Đi lại đằng này cho các bạn coi dây nhá. Lại đằng này coi dây coi. Dây chắc căng cứng luôn. Hết lẹt luôn các bạn ạ. Đây này chắc căng như dây đàn luôn, chắc luôn. Dây của quả 8 mét này. Tí còn chưa cuộn luôn. Tí nữa phải cuộn vào các bạn ạ. Vẫn tùm lum đây. Mệt quá vẫn chưa gom được. Lại coi dây 2 mét các bạn nhá. Tiếp bộ của gốc cây này. Gió vi vu. Úi giời, gió. Này vỡ mồm không ấy. Đây các bạn này. Đây, úi giời ơi. Dây này thôi rồi. Úi giời. Ghê thật ra. Úi giời. Căng thế này. Tiêu ơi. Dây các bạn này. Dây này thì thôi chứ. Úi giời ơi. Căng cứng luôn các bạn ạ. Quả diều này bay khá ổn đấy. Hơi lệch mèo phải một tí. Chỉnh nhau một tí nhưng ok luôn. Tiêu căng. Căng cứng luôn đấy. Đẹp đẹp. Quá phê các bạn ơi. Đẹp đẹp luôn. Để Tiến thả dài lên dây lên các bạn nhá. Thả dài dây lên cho nó ăn gió trên luôn. Rè dây luôn. Gió rè dây luôn. Dây sắt. Để Tiến gỡ dây, Tiến thả dài một tí này. Làn sáo này Tiến đặt ăn gió to ấy các bạn nên là khả năng là không níp được. Gió này. Úi dồi ôi, căng. Ghê thật. Trời ơi. Các bạn nghe dây nó rè này. Ê, dây 1 ni 2 các bạn nhá. Dây 1 ni 2. 1 ni 2 trên diều 2 mét. Căng cứng luôn. Thả dài lên một tí. Này thả hơi khó đấy. Đấy. Cẩn thận này, tuông guồng này, đi đuổi diều mệt ý. Ở trên gió khiếp hơn các bạn ạ. Khiếp hồn luôn. Cái dây Tiến buộc 8 mét này các bạn này. Ghê không? Nó kéo cái cây. Muốn đứt cây luôn các bạn ạ. Dây 6 ly ok đấy. Không đứt. Quá ok các bạn ạ. Rồi, chim mồi cắn gió rồi các bạn ơi, cắn gió rồi. Úi giời ơi. Cong cánh để xem có xuống không các bạn nhá. Gió này thì không khác gì gió rông luôn. Vẫn bay ok. Đảo tí thôi, níp sáo rồi, níp chặt rồi. Vẫn ok lắm. Không gãy các bạn ạ. Không gãy là uy tín rồi. Này đèo sáo nặng một tí là bay đầm lắm đấy. Níp tịt sáo luôn. Ghê. Dây này các bạn này. Dây này căng như dây đàn luôn. Căng như dây đàn luôn.
Lít tịt rồi. Lít tịt luôn. Không nghe gì luôn. Hơi lệch phải một tí đấy các bạn. Chỉnh lại một tí nữa là đều đấy. Chỉnh lại tí nữa là diều bay ok lắm. Qua cơn gió giật rồi. Chỗ ok các bạn nhá. Uy tín luôn. Gió giật như gió rông luôn. Vẫn bay ok lắm. Hai mét mà kéo muốn bay người luôn các bạn ạ. Ghê thật. Không còn gì nữa. Hơn gió rông luôn đấy chứ. Ghê chưa. Giật trên 50. Nít tịt sáo. Úi giời. Diều bo. Gần chạm cánh này các bạn ạ. Đào đáo vậy thôi chứ không xuống được. Không gãy được luôn. Thế hay. Càng cứng luôn. Muốn nôi người đi luôn các bạn ạ. Diều 2 mét mà uy lực. Quá uy lực luôn. Uy tín. Úi giời. Ui giời các bạn kìa. Nhìn kìa. Sợ chưa. Lên. Để tiến điều chỉnh nó lên các bạn nhá. Đang ăn gió rông đấy, ăn gió giật đấy. Không cẩn thận là xuống đấy. Thả cao dây nữa cơ. Vẫn hơi quẩn gió đấy. Ghê chưa. Cánh nó quắp ở kia. Cánh quắp ở kia vẫn bay các bạn ạ. Sợ thật. Căng lắm. 2 mét. Ăn gió càng cứng đấy. Không nghe tiếng sáo. Ui giời. Gió trên nó giật siêu khủng khiếp luôn. À ngoáy ạ. À để em xem có xuống không các bạn nhé. Dính gió giật rồi. Dính gió rông rồi. Nhá gió, nhá gió. Nhá gió, lên. Nhá. Lên. Dính gió giật rồi. Dính gió giật rồi. Dính gió giật rồi, vẫn lên. Úi giời, gió rông rồi. Úi giời, gió giật rồi. Khó trụ nổi các bạn ơi. Khó trụ nổi quả này rồi. Ừ, lên nào, thoát rồi, thoát rồi. Thoát rồi, thoát rồi. Thoát rồi. Ừ, thoát rồi. Thoát khỏi quả gió giật rồi. Siêu kinh điển quá. Quả gió giật siêu kinh điển thật. Vẫn còn ấy, vẫn còn giật trên đấy. Tóp hết cánh lại. Hết nghe được sáo rồi các bạn ơi, hết nghe tiếng sáo rồi. Giờ chỉ nghe tiếng dây rè thôi. Tiêu dây. Dây 1-2 chứ không đứt toi rồi. Đảo thế nhỉ. Gió giật quá, giật từ nãy giờ không hết giật các bạn ạ. Căng lắm. Giật thế này không ổn à. Ê. Ê, nồi càng cứng tay luôn. Để tiến phá của nó có gãy không các bạn nhá. Đấy. Giật như thế này mà không gãy thì thôi. Đố gió nào gãy được diều nữa. Được. Này. Phá này. Giật này. Gãy này. Gãy này. Giật này. Ui. Không gãy các bạn ơi, không gãy, không gãy. Vẫn ok lắm. Có xuống này chứ không gãy được. Chim mồi đẳng cấp thực sự các bạn ạ. Để đi lại đằng sau quay cái form nó đang cắn gió cho các bạn coi nhá. Cánh chạm cánh luôn. Ghê thật. Quả này cho nèo thấp xuống tí hoặc là đèo sáo nặng hơn tí là đỡ đảo. Nèo hơi cao. Hơi cao nó hơi đảo các bạn ạ. Đấy, nghe tiếng cái đuôi nó phạch 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 ghê. Trốn chưa.
Đấy, Tiến đã đi lại gần chỗ diều rồi nè. Đấy, chờ cơn gió giật các bạn nhá. Đấy, cong cánh chưa? Sao không một tiếng kêu. Đấy, hơi hí hí được. Hết gió giật rồi, hết gió giật rồi. Tối rồi, gió vẫn vi vu các bạn ạ. Gió thông đêm luôn ấy. Đấy, ngọn cây à. Khuất đồi cát, gió còn rú ngọn cây. Qua khỏi ngọn cây gió mới ghê các bạn ạ. Chỉ có biển mới làm ta hứng thú các bạn ơi. Gió cát khỏi vẫn bụi mù. Gió vẫn to lắm. Vì vu nhiều cong cánh ở trên luôn. Chuẩn bị về các bạn ạ, tối rồi. 5 giờ hơn rồi. Chậm lại nhìn tối lắm. Kịch gió thổi các bạn nhìn cát này. Cát nó bay cỡ này. Gió ghê gớm luôn. Này cầm bộ sáo giơ lên chắc chắn là kêu luôn. Ghê. Một ngày gió mỏi cánh luôn. Cát bay đẹp thật.